Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình là Xin. Và hôm nay mình sẽ làm một clip review máy xăm mọi người. Ok, các bạn thấy đây là cái máy của mình trên bàn. Và không phải những cái máy này mình review nha. Em nó nhân vật chính đây mọi người. Hãy cùng xem bên trong có gì nha. Không nói nhiều, mình cùng vào nha. Trên tay mình đây là một con máy Ben không dây nha mọi người. Đây là một con máy rất là tuyệt vời luôn. Nó rất là nhiều công năng và mình muốn review cho các bạn xem. Đây là máy vừa mới về luôn ha. Mình chỉ có về được một chục máy thôi. Mình sẽ mở bên trong có gì ha. Đây là cái hộp của nó à. Đây mọi người nhìn nè, mình để dành cho mọi người xem nha. Đây hộp đó, làm rất là đẹp luôn. Đây là hình của em máy nè ha. Mình sẽ mở ra. Ok, bên trong chúng ta sẽ có gì? Một cái máy Ben và hai một cái máy Ben ha. Cái máy của em ở đây, đây nằm ở trong cái bọc rất là bí mật. Và hai cục pin, nhưng mà cái pin này chút xíu mình nói cho các bạn xem à, nó sẽ như thế nào. Ok, mình sẽ review cái máy này ha. Ở đây mình về hình như là có 3 màu lận. Để bây giờ là cái này màu đen, để mình kiếm xem những cái màu còn lại cho các bạn xem. Ok, cái này là màu khác nè. Mình kiếm đủ 3 màu cho mọi người xem nha. Đây, ba em, 3 màu cho em xem ha. Bây giờ mình sẽ khui em máy này ra, coi bên trong có gì nha. Bên trong hộp sẽ có một em máy. Ok, nhân vật chính của chúng ta ở đây. Đây, đây không các bạn. Đây mình để dành cho mọi người xem nha. Đây em máy đây. Rồi mình sẽ để đây nha. Bên trong có gì nữa? Hai cục pin thay thế. Hai cục pin thay thế ha. Và một dây cáp sạc. Những cái ron, nếu mà các bạn bị hư ron thì nó có cái ron thay cho các bạn luôn. Rất là tuyệt vời. Đây, dây sạc luôn ha. Cái máy bên này nó hiện đại lắm mọi người ơi. Mình sẽ nói cho các bạn từ từ nha. Mình để qua đây. Mình sẽ lấy ba cái màu cho mọi người xem nha. Em này là màu đen. Mình về ba màu. Màu xám này mọi người. Các bạn xem nè. Màu xám mà nó pha với màu đồng nữa nè. Màu gold á. Màu gold đẹp dễ sợ chưa. Rồi tiếp. Một màu nữa mà nếu mà các bạn nào mà thích về màu sắc thì không thể chê được màu này. Để mà giấu lại nha. Chê lại cho người không thấy. Mọi người thấy gì chưa? Một em màu ngon cực kỳ đẹp luôn. Đây, mình sẽ lấy ba màu cho anh em xem. Anh em nào cá tính thích đơn giản thì dùng màu đen đúng không? Để anh em nào mà nhìn thấy phong cách thì có thể lựa hai màu này. Phối màu đẹp ghê không các bạn? Nhìn này, quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tới công năng của nó. Đầu tiên, mình xin giới thiệu đây là một cái Ben không dây. Các bạn nghe, đây là dạng kim nha. Rồi, ở trên đây là một cái gì? Nó là một cái vật để thay thế. Mình gắn những cái cục pin này vô ha. Mình để hai này qua đây đi. Mình gắn những cục pin này vô. Cái này á, khi mà các bạn muốn dùng dây RCA vẫn được các bạn. Thấy không? Đây là cái cục để khi mình dùng dây RCA luôn, tiện không các bạn? Quá tiện. Nghĩa là cái máy này có thể dùng được dây RCA. Nếu mà các bạn hết, ví dụ các bạn đi, các bạn hết thay cục pin này à, các bạn đi đường, các bạn hết thay cục pin này thì các bạn dùng được dây RCA, dùng được nguồn luôn, tiện không các bạn? Rồi các bạn dặn như thế này nha. Đầu tiên mình dựng, phải dùng lực chút xíu các bạn. Đây, thấy không? Khi các bạn muốn thay pin vô, các bạn tháo này ra. Tháo dây RCA bỏ xuống, gắn cục pin vô. Đây, các bạn nhìn này, trong đây nó có hai cái máu nè.
và có hai cái lỗ đây này, mình chỉ cần ra đi thôi, ra cho nó vô ok. Rồi nó vô mình dặn qua một cái, dặn nhẹ một cái là xong. Rồi đây là một cái máy bền không dây, chúng ta quá đẹp luôn các bạn, quá đẹp, không chỉ từ nào mà chê được máy này hết. Ok các bạn ha, đây mình để ha, được chưa? Rồi các bạn nhìn kỹ nha, các bạn thấy rõ chưa? Rồi các bạn nhìn kỹ nha, ở đây khác với cái máy bền hôm bữa mình đã giới thiệu ha, đây là cái máy bền hôm bữa không dây mình giới thiệu nè. Nó khác với cái này ở chỗ như thế nào? Nó sẽ hiển thị số volt lên cho mọi người luôn, từ 5 tới 12 volt, quá tuyệt vời các bạn. Cái này á thì sẽ mình nói có thể là cái dành cho những người mà xăm lâu rồi, người ta cảm nhận được cái số volt của máy á, sẽ nhận được cái tốc độ của máy mà người ta điều khiển, người ta không cần phải suy nghĩ đến volt nữa. Còn nếu mà các bạn nào mới xăm á, tuyệt vời cho các bạn luôn, là nó hiện số volt cho các bạn luôn, thấy không? Nó hiện từng số volt cho các bạn để các bạn chọn luôn, các bạn bao nhiêu volt luôn. Rồi máy sẽ hoạt động như thế nào, các bạn thấy một cái nút đỏ ở giữa không, để mình để gần cho các bạn xem đó, các bạn thấy đỏ ở giữa không, mình sẽ giữ vô. Ok, cái pin này là màu đỏ, vậy là sắp hết pin cho mọi người. Đây là một cái máy mới nha, đó mình bấm một cái nó sẽ hiện số pin lên đây, sau đó mình bấm một cái máy sẽ hoạt động. Rồi các bạn muốn lên volt như thế nào chỉ bấm lên xuống các bạn, tiện các bạn. Đây mình đang ở 8V nè, hay máy hoạt động nè, các bạn muốn bấm dừng bấm nút đỏ một cái dừng lại, các bạn muốn bấm tắt giữ nút đỏ một cái nó sẽ tắt, quá tiện lợi các bạn. Hiện số volt đúng không, pin được 2 cục cho mọi người thay, nếu mà các bạn hết cục này thay thế, ít khi mà dùng cục này lắm mà nó thiệt. Nếu mà các bạn là dùng dây á, thì các bạn hay gắn này vô thì thay đổi phong cách, kiểu như là làm cho cái máy nó mới mẻ hơn thì các bạn cái dùng dây rời xa vô xong đúng không, còn không thì dùng cục pin, tiện các bạn, rất là tiện luôn. Một cái máy tất cả công năng luôn mọi người, mình có thể đây là một cái máy tất cả công năng luôn, vừa dùng dây rời xa vừa dùng pin được luôn. Thì các bạn không mua máy này thì mua máy gì nữa các bạn, một cái máy quá tuyệt vời các bạn. Các bạn thấy không, nó hiện số volt, điều khiển dễ, và cái nút ở trên này, cái nút trắng ở trên này nó sẽ hiện số pin của bạn. Nếu mà cái pin các bạn, mình mở lại các bạn xem nha, đây nó hiện màu đỏ như thế này thì các bạn sạc thôi, rất là dễ đúng không mọi người, rất là dễ. Rồi mình bấm một cái nó máy sẽ hoạt động, lên xuống là nó sẽ lên số volt, hạ số volt, rất là tiện dụng ha. Rồi mình tháo đơn giản thôi, dặn một cái tháo ra tắt này, rồi gắn, nó có hai cái lỗ dưới đây nè mọi người, ở đây có hai lắc này, mình rời vô nó xuống đúng không, dặn qua một cái là xong. Ok chứ mọi người, rất là đẹp luôn. Đây ổ cắm này để sạc pin được chưa, cái này thì nó như là cũng giống ổ cắm Samsung đó, mọi người. Đấy, Samsung mình sạc thôi, đơn giản thôi. Rồi bấm đây, à cái này màu tím này, cái này là nó đang còn pin nhiều nè, đây chạy, các bạn nghe tiếng nha. Bây giờ mình hạ xuống 5V đi, 5V nè, lên là các bạn nhìn mình bấm nè, để gần cho mọi người xem nha. Lên 6 7 8 9 10 11 12, quay lại 5, quay lại 5 nè, xuống, rất là tiện các bạn ơi, một con máy rất là tiện dụng. Nếu hiện số volt như thế này chúng ta có thể điều khiển nó một cách dễ dàng đúng không, bấm dừng, bấm đỏ dừng, tắt giữ nút đỏ tắt, quá tiện dụng các bạn. Ok các bạn ha, nó có 3 màu các bạn nha, có 3 màu và những cái cục pin á, cái cục pin của nó thì nó cũng theo màu luôn, giống như cái máy vàng á thì cục pin nó sẽ màu vàng, à cái máy xám thì cục pin nó sẽ màu xám, rất là đẹp luôn mọi người. Ok mình sẽ cầm 3 em máy lên cho mọi người xem nha, để gần cho mọi người xem nha. Ok chưa, đây quá đẹp luôn các bạn. Đó là những chia sẻ của mình về review một cái máy bên mới
nhất hiện nay nha các bạn. Một cái máy bay mới nhất hiện nay. Nếu các bạn thấy hay, các bạn like, share, subscribe để ủng hộ mình, để mình có tinh thần làm clip tiếp theo mọi người. Xin chào và hẹn lại, mình là Xin đến từ Xin Tattoo. Nếu các bạn muốn mua đồ xăm á, thì inbox trong phần mô tả có Facebook Huỳnh Thành Tài, các bạn inbox cho mình nha. Các bạn nào muốn vào nhóm Xin Tattoo á, thì trong phần mô tả cũng có luôn, các bạn bấm vào đó và gia nhập nhóm giùm mình ha. Những câu hỏi nào các bạn hay đặt trong đó, làm theo admin sẽ được duyệt cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn lại, mình là Xin đến từ Xin Tattoo.